Một phần thi về lửa, nó liên quan tới những cái đèn cầy trong các lồng đèn đó. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến đó qua ngọn lửa. Nước tân lực Rockstar mới, phong độ siêu bền bỉ, tiếp sức siêu thử thách. Và một điều quan trọng hơn nữa là khi chúng ta đưa cái cây nến mà giám khảo đã lựa chọn cho Trung Nam nhìn, lúc đó chúng ta sẽ bọc toàn bộ cái phần thân nến lại. Sau khi bạn ấy đã quan sát xong, chúng tôi sẽ thắp toàn bộ 100 ngọn nến đó lên. Và chỉ trong 4 phút thôi nha quý vị, 4 phút, Trung Nam sẽ đi nhìn. Và nhìn vào cái gì? Nhìn vào ngọn lửa để tìm ra đúng cái cây nến đó. Nếu như một cái vật tỉnh, chúng ta nhìn, chúng ta còn có thể ghi nhớ, chúng ta có thể phân biệt. Nhưng mà ngọn lửa nó đâu có đứng im đâu, phải không ạ? Nó dao động, nó đung đưa, nó lay lắc. Giám khảo nghĩ thế nào? Thực ra đây là một năng lực thể hiện khả năng ước lượng anh. Tại vì ở trên trường quốc tế đã có một cái phần thi tương tự như thế này. Nó cũng là do một cao thủ thực hiện. Theo anh ta nói nha, thì anh ta dựa trên khả năng ước lượng của cái tim đèn, khả năng chảy của cái thân đèn và hình dáng ngọn lửa. Tức là anh ta kết hợp ba đặc điểm đó để nhận diện cái nến. Nhưng đôi khi ước lượng sai thì mọi thứ đều thất bại. Bởi vì vị trí đặt nến khác nhau, không khí khác nhau, luồng gió thổi khác nhau, sẽ cháy khác nhau. Nó không phải là một vật tĩnh để em có thể nhìn đi rồi nhìn lại. Bởi vì lúc em nhìn đi rồi em nhìn lại, nó đã khác rồi. Cho nên đây là thực sự là một thử thách không dễ. Và một điều nữa mọi người cũng cần phải chú ý là thời gian. Chúng ta chỉ có 4 phút thôi. 4 phút có nghĩa là 240 giây. Vị trí một ngọn nến bạn ấy chỉ có khoảng 2,4 giây để quan sát. 2,4 giây cho một cái nhìn, mình không có nói về khoa học, mà em chỉ là một người trần mắt thịt để em thấy được là tất cả các cây nến đều giống nhau, để có thể đo lường được bằng đôi mắt thấy, thì hiện tại thì em thấy là điều đó là điều không thể. Vậy bây giờ anh hỏi em nè, em có dám chấp nhận thử thách này hay không? Em dám. Em dám. Vòng này của chúng ta có tên là Thách thức giới hạn. Và người thực hiện đó chính là bạn Trung Nam. Ban giám khảo sẽ lựa chọn một trong số 100 ngọn nến này. Mình nhìn ngọn nến nào thì nó cũng giống như ngọn nến nào. Và cái ngọn lửa nào nó cũng giống như ngọn lửa nào hết. Ôi Hằng ơi, anh nhường em đấy. Đúng rồi, anh nhường em luôn đấy. Ừ, em chọn đi. Ok. Rồi, rồi. Okay. Trung Nam ơi, em đã sẵn sàng chưa nào? Dạ, em sẵn sàng rồi. Và thưa quý vị, như vậy là tất cả những ngọn nến đã được thắp sáng. Và bây giờ chúng ta sẽ mở bịt mắt cho Trung Nam để Trung Nam có thể quan sát ngọn nến của bạn ấy trong thời gian 1 phút. Trung Nam sẵn sàng chưa nào? Dạ chưa, em đang bị choáng quá. Em sẵn sàng. Trung Nam đã sẵn sàng. Và thời gian 1 phút bắt đầu. Mình sẽ tự tin hơn nếu được nhìn những cái vật cố định, ví dụ như là giấy, những cái thứ có thể đặt trên mặt bàn và mình có thể quan sát. Không phải lửa hoặc nước, nó rất là dễ thay đổi. Cái lửa nó cứ đung đưa mãi đi và mình không thể nào mà mình tập trung để mà mình cố định cái hình thù của nó được. Còn 35 giây. Mình phải gây nhiễu bằng cái tiếng chân của mình nha. Để cho nó khỏi nhận diện cái vị trí. Còn 20 giây. Mười giây cuối cùng. Năm, 4, 3, 2, 1 và hết giờ. Mời em trợ lý mang ngọn nến xuống đây giùm anh.
Ban giám khảo đã ghi con số vào trong tờ giấy của mình chưa ạ? Nếu đã rồi thì mời ban giám khảo về chỗ. Tranh thủ thời gian nha. Trung Nam ơi, em đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Mời em đến đây. Và 4 phút sẽ dành cho em. Bắt đầu. Chú ý về mặt thời gian nha em. Mình là một người khá là dễ mất tập trung. Khi mà đang nhìn cái ngọn lửa đó mà bỗng nhiên có một cái tiếng động nào đó rất là lớn thì bỗng nhiên cái hình ảnh mà mình tưởng tượng nó sẽ bay mất tiêu luôn. Thật sự là rất là khó để tìm lại. Em biết mình tắt đây rồi. Em có thấy sự khác biệt trong mấy cái viên đèn, nhưng mà cái lửa thì nó giống nhau nha. Không đánh ra anh nhìn những ngọn nến cháy cái là anh phải cầm cái bụi để anh gạt đi gạt lại. Anh nhìn thấy hồi nãy em cố tình lựa một cái thẳng tưng luôn, tại vì như khi cái thẳng tưng lúc mà anh đốt á nó sẽ quẹo đâu thì mình nó không có biết. Đã 2 phút trôi qua rồi. Cây nến ban đầu là mình nhìn rất là ẩu. Tưởng tượng cái hình ảnh nó chưa có sinh động mà đã vội vàng để thực hiện phần thi rồi. Đã 3 phút trôi qua. Đã hết giờ. Mời Trung Nam về chỗ của mình. Em có thể viết con số của ngọn nến mà em nghĩ rằng đó là ngọn nến ban giám khảo tôi lựa chọn vào giấy. Và anh mời Trung Nam đến đây cùng với anh. Đây là phong bì có con số của ngọn nến mà ban giám khảo đã lựa chọn. Bên đây là kết quả mà bạn Trung Nam đã đưa ra. Em có tự tin vào kết quả của mình hay không? Em đã làm nó hơi vội. Nên là cái hình ảnh mà em tưởng tượng lên nó bị bay mất khỏi cái đầu em, do cũng run quá. Vậy nếu như lần này mà không thành công thì em vẫn còn một cơ hội để thực hiện lại một lần nữa. Thì em có yêu cầu gì với chương trình hay không để mình có thể làm thật tốt? Nếu thất bại sẽ cố gắng làm lại thôi, không có không yêu cầu thêm gì hết đúng không? Dạ không. Rồi, cảm ơn em. Và bây giờ chúng tôi muốn xem con số hàng trăm của ban giám khảo đã viết vào tờ giấy này là số mấy. Số 0. Số hàng trăm. Mời em. Số 0. Rất là hồi hộp. Khi nãy chúng ta thấy bạn ấy đi rảo một vòng. Còn khoảng chừng 1 phút cuối cùng thì bạn ấy tập trung về cái vị trí khu vực của dãy số hàng 7 này đứng rất lâu. Nhưng không biết bạn ấy sẽ chọn con số mấy. Cho xem con số hàng chục của Trung Nam đó là... Số 7! Em chọn đi. Khi này chúng ta thấy bạn ấy đi rảo một vòng. Còn khoảng chừng 1 phút cuối cùng thì bạn ấy tập trung về cái vị trí khu vực của dãy số hàng 7 này đứng rất lâu. Thấy một nụ cười ở chàng trai này. Không biết nụ cười này có ý nghĩa gì. Tiếp theo, cho anh xem tiếp con số hàng chục đi nào em gái.
số 7. Bây giờ thì giám khảo sẽ ghi con số mà giám khảo đã lựa chọn. Không cần, không cần luôn. Anh cứ để lên đi, lát nữa tụi em sẽ tráo bất cứ vị trí nào, rồi mình sẽ ghi lại cái số đó thôi. Không nhất thiết mình phải ghi cái vị để lại đây. Mình có thể kéo đây, mình để ngay đây cũng được. Cái đó là quyền của mình. Như vậy nó sẽ công bằng hơn. Ừ, mình có thể đổi chỗ mà. Mình có thể đổi chỗ. Và bây giờ tôi sẽ xem con số của giám khảo trước. Con số hàng đơn vị là số 뭐. Bây giờ thì anh muốn hai em gái cùng mở với anh luôn nha. Cùng mở luôn. Để xem coi một lúc hai con số cuối cùng được kéo ra có trùng khớp với nhau hay không. Chuẩn bị, anh đếm tới 3 nha. 1 2 0.0 tuyệt vời. 0.0 tuyệt vời. Thưa quý vị, 0.0, con số bên đây là số của bạn giám khảo. Và bên đây 0.0 là con số mà bạn Trung Nam đã tìm ra. Bà nội ơi, con lên TV rồi nè. Cái điều mà hồi xưa bà nội mong muốn nhưng mà chưa có được thấy, tuy là bây giờ bà nội không bao giờ được xem nữa, nhưng mà bà ơi, con làm được rồi. Anh làm khó nhỏ. Gần cái phút 90 là anh còn đổi chỗ nữa. Vừa phút 90 là đổi vị trí. Thì lúc đó em ngồi cho nên em có sợ không? Chứ chị là chị sợ rồi đó. Dạ không, em không sợ. Chỉ là em tự thấy là em làm chưa có tốt, thì em không có tự tin thôi. Tại sao em thấy em làm không tốt? Em hơi vội. Tại vì là em tưởng tượng một cái hình ảnh nó không có nét mà em đã vội vàng. Hồi nãy em tưởng tượng là hình gì? Em tưởng tượng đó là nhân vật Otis có mắt xanh trong Sex Education. Wow. Em nhìn ngọn lửa và em tưởng tượng ra một cái hình ảnh cụ thể. Dạ vâng. Em làm cho anh nghĩ đến một cái tên, cũng là người Việt Nam, cũng có cái khả năng tương tự như em. Để coi thử anh có đón cùng với suy nghĩ của em không. 1, 2, 3 là hai bên cùng nói nha. 1, 2, 3. Lương Tuấn Phi. Đây chính là Lương Tuấn Phi. Tôi hơi chậm hay tìm. Cũng phải có anh. Cũng phải có anh. Mình về đi. Dạ, để mời bạn giám khảo có thể về vị trí của mình. Mời anh Vũ chia sẻ nha. Qua cái cách mô tả của Trung Nam về cái khả năng mà em ấy tưởng tượng cái ngọn lửa, thì năng lực này trùng khớp với năng lực của Lương Tuấn Phi. Và trong quá trình em nghiên cứu về bộ não con người thì em đặt tên cho cái năng lực đó là siêu tưởng. Thực ra mình không nghĩ là nó gọi là cao siêu như vậy đâu. Mình chỉ đơn giản là mình nhìn một cái ngọn nến và mình tưởng tượng nó thành hình một cái gì đó, có thể là một cô gái xinh đẹp chẳng hạn. Thì khi mà mình đi tìm và mình nhìn thấy cái cô gái xinh đẹp đó thì mình sẽ tìm được cái ngọn nến mà mình đã nhìn trước đó. Thật ra phần lớn chúng ta đều có khả năng tưởng tượng, nhưng mà mức độ khác nhau. Phần lớn chúng ta là chỉ ra những cái hình 2D, đôi khi có màu sắc một xíu thôi. Còn những người có năng lực siêu tưởng là họ có khả năng tưởng tượng ra được một con vật rất chân thật, có khả năng chuyển động, có khả năng đi, có khả năng kêu, có khả năng làm như một con vật thật. Hoặc là một quả trái cây thì nó có màu sắc, nó có mùi vị. Họ tưởng tượng là nếu họ ăn vô nó ngọt theo cái mùi vị của đúng trái cây đó luôn, thì được gọi là siêu tưởng. Thật ra đối với mình á, thì mỗi một cá thể
là riêng biệt. Lửa nó cũng như vậy, mặc dù nó có thể biến đổi, có giống nhau tới mức nào đi chăng nữa, thì nó vẫn là nó và duy nhất. Vậy thì em làm cái việc này có phải dựa trên những điều đó hay không? Em hợp nhất cái tim mà anh đã cháo và cái ngọn lửa. Cái ngọn lửa là cái phần quan trọng nhất, tại vì nó chứa cái mắt xanh của Otis ở trong. Cái năng lực này của em phát hiện nó từ khi nào? Dạ, em phát hiện nó từ khi mà em xem cái phần của chính cái anh mà anh Vũ nói. Khi em làm những thử thách tương tự như thế này, em luôn hình dung ra cái nhân vật Otis đó, hay là mỗi một lần em làm, em hình dung ra một nhân vật khác? Dạ, mỗi lần làm, mỗi một cái khác nhau. Vậy thì những nhân vật đó đến với em như thế nào? Dạ, cảm hứng nó đến với em, tại vì em cũng mê nghệ thuật, nên là em tìm những cái feeling của em trong đó. Vậy tính ra là năng lực của bạn với một cái bạn quốc tế nó trùng nhau đấy, tức là cái cách thức sử dụng nó trùng nhau đấy. Nhưng mà cái cách mà cái bạn mô tả là bạn tưởng tượng ra, thì mình nghĩ là đây là cái sáng tạo của riêng bạn mà bên kia họ không có vận dụng. Tốt, rất tốt. Đúng em rồi. Chúc mừng em. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.